lên em đăng nhập vô. Mọi người không được. Dạ không đủ lại.就是那个 background， 就是 attendees 进来的时候会看到的荧幕。所以现在呢，我们先放静音，等到开始的时候呢，他会念出你的名字。
Xin kính chào tất cả quý vị. Xin quý vị vui lòng lưu ý đọc kỹ hướng dẫn các nút điều khiển trên màn hình của Zoom trước khi chương trình hội thảo trực tuyến của chúng ta chuẩn bị được bắt đầu. Khi tham gia hội thảo trực tuyến, màn hình hiển thị của Zoom sẽ có hình ảnh như trên màn hình với một số lưu ý quan trọng như sau. Ô quan trọng là về lựa chọn ngôn ngữ. Quý vị vui lòng nhấp vào Chinese nếu người tham gia muốn nghe hội thảo bằng tiếng Trung và nhấp vào French nếu người tham gia muốn nghe hội thảo bằng tiếng Việt. Ô tiếp theo mong quý vị vui lòng lưu ý là ô Q&A dành cho phần hỏi đáp. Sau khi bài trình bày kết thúc, chúng ta sẽ tới phần hỏi đáp và giao lưu với diễn giả. Quý vị có thể đánh trực tiếp câu hỏi vào ô này. Tích vào send anonymously nếu quý vị muốn gửi câu hỏi ẩn danh. Xin cảm ơn sự hợp tác của quý vị. Nhiệt liệt chào mừng quý vị đã đến với chương trình hội thảo trực tuyến ngày hôm nay với chủ đề giải pháp túi bọc trái cây và lợi ích kinh tế dành cho doanh nghiệp nông sản tại Việt Nam. Hội thảo được phối hợp tổ chức bởi công ty Informa Markets Việt Nam và công ty sản xuất bao bì Đài Loan Chia Chinggu. Hội thảo nằm trong khuôn khổ các hoạt động bên lề của triển lãm Pro Bắc Việt Nam chuyên về công nghệ xử lý, chế biến và đóng gói bao bì tại Việt Nam. Tôi xin chân thành giới thiệu đại diện đến từ công ty Chia Chinggu. Đó là và sẽ là diễn giả chính của chương trình ngày hôm nay, đó là ông Chin Bai. Ông Chin Bai hiện đang phụ trách mảng kinh doanh tại công ty Chia Chinggu và chịu trách nhiệm về marketing tiếp thị tại thị trường nước ngoài. Để chương trình hội thảo được bắt đầu, tôi xin kính mời ông Chin Bai có bài phát biểu chào mừng ạ. Xin kính mời ông. OK， 各位观众大家好，欢迎各位这次来参与我们公司的农民好友分享会小弟先自我介绍，我叫白安进，英文名字是俊派目前担任壮家果公司的业务，负责海外行销这次有幸担任主讲今天的说明会，若各位有不明白之处或认为我说的不够清楚的地方还请不吝指正。今天的主题呢，是先介绍我们公司的历史沿革跟产品种类。我们将来在越南市场展望呢，接下来请各位欣赏我们在公司所制作的简介影片。这就是我们俗称的脖子，这脖子啊，好，谢谢，好，拜拜，好，拜拜，好。在故事的一开始，壮家果只是一间制作水果袋的工厂，但我们用70年的时间实践善知循环的初衷。如今，一年制作超过21个纸袋，深入台湾每一个角落。壮家果股份有限公司成立于1950年，70多年来一直奉行四大核心价值：品质、效率、专业、全球化，将优良的品质、专业的制造技术、国际接轨的观念和顶尖的效率带给消费者。至今已研发超过200种纸袋，是全台湾涵盖率最高、最获业界肯定的领导品牌。我们公司在这个专业上领域已经有了50-60年了，我们在这里研发的核心技术可以创造出来很多独特的产品，得到国家的肯定，合乎国际标准的 ISO 认证，让全世界很多国家都来跟台湾买环保纸袋比较安心。走过半世纪的壮家果具有优良的财务体质，供货稳定，且对品质严格把关。
原料取自于天然的木材，柔韧不易破损，耐高温，并且能够百分之百的回收再利用，是实现循环永续的最佳服装。纸袋生产线是自行研发组装，选用食品级无毒油墨和通过认证的环保长纤针叶木浆，配合客户的需求分成不同的制造流程，给予专属设计。我们的三大主流产品分别是农业水果生长保护套袋、环保包装纸袋和特殊纸加工。壮家果生产的防油纸袋防油系数高达 KIT7， 可防止油渍渗漏，也因应环保，不含塑胶涂层，是可以完全分解的纸袋。热销尺寸有中袋、小袋、平袋三款，被广泛用在所有外带食物摊上，譬如鸡排、三明治、薯条、地瓜球等。而近期普及的 L 袋，节省空间且包装更迅速，是与时俱进的创新设计。水果套袋更是我们骄傲的产品，从果农的需求出发，打造出让水果从生长到采收阶段都万无一失的呵护。我们大气中有细菌，它会造成葡萄烂掉，那套袋起来的话，它可以保护我们葡萄第一不被鸟吃，再加上有果粉，果粉的话它也是一个营养价值之一。壮家果的宗旨是对环境友善，为全人类服务，所以一直致力于打造出符合各种需求的纸袋。极致精美的纸袋产品不止在台湾获得农业与食品业客户的好评，从2008年壮家果成功拓展至美、澳、日、中以及东南亚市场等40多个国家，至2017年大举投资越南厂，扩增海外基地，从原本台湾第一的愿景提升为亚太第一。我们希望把台湾善用纸袋的成功经验分享到越南，让越南的农民也能靠着我们的优良纸袋提升作物的品质。庄家果这支的产品袋装của công ty chúng tôi bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam, về miền Tây các tỉnh Tiền Giang, Cây Lậy, Cái Bè, Vĩnh Long, Sa Đéc, nông trường sông Hậu của Cần Thơ. Những nơi đây vì ảnh hưởng thời tiết biến đổi, tần suất càng ngày càng nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến trái hạ phục tổn thất cho nông dân. Chính vì thế túi giấy chống da cò của chúng tôi mang lại biện pháp hữu hiệu cho các nhà nông. Không chỉ là nông nghiệp, chúng tôi cũng mong muốn người dân Việt Nam có thể hưởng thụ một trải nghiệm thân thiện với môi trường, vừa dùng bữa ăn vừa tiện. Một lựa chọn nhỏ, một thói quen được hình thành có thể tạo ra sự thay đổi thế giới lớn lao.2020年，全球在新冠肺炎的影响下，口罩需求大增。壮家果公司优良的品质被政府认可，获选为口罩国家队，生产包装医疗口罩的纸袋，在全球困难之时尽一份心力。壮家果今日的成绩，是来自数十年广大客户的肯定。以环保纸袋作为最幸福的产业，对地球友善。对后代子孙的健康有利，让我们地球的母亲得到了一个健康和喘息的机会。未来我们将持续研发改良，站稳国际市场，让更多人一起响应健康、无毒、环保的生活方式，让善的循环继续传递下去。Dạ vâng, tiếp theo chương trình chúng ta sẽ đến với phần giới thiệu về công ty Chian Chingu và các sản phẩm bao bì bọc trái cây do ông Chin Bai trình bày. Xin kính mời ông ạ.
OK， 接下来由我来介绍我们公司的这个简报哈。Next。首先我们公司是在1950年啊创立的哈，我们老板是江生路，我们目前在大甲有工厂，在台北有公司，然后在目前大概员工是将近200位啊。OK。Next。我们庄家国成立的宗旨是善之循环，永不止息哈。那我们生产我们这种环保纸袋，是为了要让地球能够永续生存。我们的目标也会往亚太第一前进啊，这是我们的愿景。而我们也从不反省改善和思考，让我们的产品以及我们的员工以及产能生产情况能永远都更向前一步。好，下一张，这是我们公司的这个历史沿革哈。我简单的介绍一下，1950年我们公司成立，然后我们是从水果袋开始起家的，然后接下来发展了防油纸袋，还有我们得过了优良的生产，我们政府的优良生产奖，还有接下来我们也获得了麦当劳等厂商的肯定，还有 KFC， 然后。那 OK， 接下来我们也在2004年的时候，我们有也得到 HACCP， 还有接下来也得到美，我们也2008年开始拓展外销，我们都有到美国、澳洲、日本、中国、韩国、东南亚等地。那2010年我们也获得 ISO 的认 ISO 22000的认证。那2015年我们也搬工厂也搬到我们台中大甲这个地方。那2016年呢，我们也提到了我们得到了 BRC 的认证。那2017年我同时我们得到 FSC 的认证。另外我们2017年也开始计划往越南投资。好 ,next。好，接下来我们产品分为几大类哈，我简单的跟各位说明一下。首先瓶袋的话就是像这个样子，这个样子各位看很像，有一点像信封啊，这边有这只瓶袋，这也是我们装食品，也是它用来装食品。方袋的话，各位一般是爆袋，或者说 SOS 袋，就是看起来像方方正正，这样可以抱在手上。然后接下来提袋的话，各位就常常在会去 shopping 啊，还是去购物的时候会常常使用到，就是碗孔袋，就是在这边有一个孔，各位可以看到这边有一个孔可以提。然后另外一个是扁绳提袋，这是我们另外一种提袋，它是绳子是扁的。这样子，各位可以看看，我们提起来就是像这个样子。好，现在包装纸呢，最主要用在我们在食品方面，包括早餐店啊，还是餐厅等等，这是我们的包装纸啊。比如说我们把食品这样包起来啊，然后拿在手心上，可以用来食用，这样包装纸。另外。接下来就是今天的主题，水果袋。水果袋呢，就是像长这样子，这个样子，这样是水果袋。它最主要是用来保护我们的那个水果。譬如说，假设我们这边有个葡萄，它我们葡萄通常长在树上，我们这样要上在这边的话，我们要把它包起来，是。我们把它包起来，然后这里有个铁丝可以这样捆起来，这样就是我们的水果袋。好 ，next。刚刚有说到素食及餐厅的用袋哈，就包括这个包装纸哈，各位可以看得到包装纸这边有包一些汉堡啦、面包啦，还有这边也是我们铝箔袋，还有这里我们刚刚所跟各位示范的方袋。方袋，我们跟有一些连锁店 有, 有,
有合作，各位可以看得到啊，这是我们的方袋，还有这个也是啊，还有另外还有这个餐垫纸，在餐厅所常使用得到的餐垫纸。 那OK，next，接下来这是面包袋，各位看得到，在越南有很多人在使用法国面包，我们公司也有生产面包袋，各位可以看得到，在我手上这就是法国面包袋，还有我们公司也有生产另外一种 L 袋。 袋是这边两边的开口，可以放那个可以放汉堡、薯条的，啊，可以放汉堡跟薯条等等，啊，这些我们以上这些袋子都是食品级的，都可以拿来直接装食物用。好，那我们下一张，OK next， 接下来我们除了跟餐厅有合作以外，我们跟超级市场以及这个。 跟药局也都有合作，那我们的各位可以看到，这边是药袋啊，最主要是装一些药品，而我手上这里有一个药袋，它最主要也是在药品上面可以装药，装一些药品以及生理用品等等，甚至酒袋我们也是有客制化的生产，好，然后 OK， 下一张。 除我们除了食品级的袋子以外呢，我们也会生产一些珠宝袋啦、饰品袋。各位看到照片上面这些，这些也是我们的产品。那这里我手上也是有一些这是专门在我们外销到国外去装饰品用所用的袋子。好，下一个方袋，方袋我刚刚有跟各位介绍到，我们有跟一些。 譬如说 Mr. Donner 啦，还是早餐店有合作啊，各位可以看到这是方袋的形状，我们的 size 呢可以做到客制化，只要你们有想要的 size 跟我们说，我们也可以帮你们制作，它是方便是在很好携带啊，在因为这样抱袋的话可以把食品，所以方袋的话它。 它的材料呢，也可以，本牛纸袋或者白牛纸或者防油纸袋来制作，它有方便携带以及通常很多数字连锁业者都会用到我们的产品，OK next， 另外的话就是我们的这产品的袋子呢都是食品级的，您可以很安心的用。 您可以很安心的用上它，譬如说各位可以看得到，肯德基啦、麦当劳啊等等，汉堡袋等等，可以直接我们的纸袋呢，可以直接接触产品的，然后这个也是我们所使用的材质是防油纸、白牛、本牛纸等等，我们的纸都是有经过食品级检验的。 这个可以，大家可以放心的使用。下一张，接下来就是我们手提袋。手提袋刚刚有跟各位介绍到这个手先是碗孔袋，碗孔袋各位就是在它的手提这边是一个孔，你的手腕可以直接握住，这叫碗孔袋。当然，我们除了我们也可以做到客制化的印刷，除了没有印刷的以外，当然。 另外的话，我们另外的话就是那个手提袋，就是扁绳提袋，这两种提袋的话呢，我们至少都可以做到两到四色的印刷，柔板的印刷。各位朋友如果说有需要，也可以跟我们公司洽询。好，下一张，首先是水果袋，这个是最主要是来保护我们的水果，在。 在树上，各位可以看得到，这些果袋上面都在树枝上面都绑住，最主要是说它可以防止虫害啦、防止日晒啊等等，以及水伤啊。然后很简单的就是可以让我们的这种水果的颜色更加漂亮，成长得更好。
以及我们增加我们的附加价值等等。好，下一张。那我们的这是我们的证书哦，我们在台湾我们有拥有那个 ISO 22000 HACCP 还有 FDA 的认 FSC 的认证 BRC 的认证，这都是我们公司产品所拥有的保证，我们可以做到品质安心、顾客满意、积极改善。好，这是我们的客户群，包括了麦当劳、肯德基、摩斯汉堡等，还有全家便利商店 Seven Eleven， 这都是我们在台湾的这个客户群啊，非常我们在台湾的市占率可以说是很高，有大约超过七八成啊。好，下一张，这个是我们新研发的这个科技，就是各位可以看得到这我手上的这一张那个面包袋啊，长条的面包袋上面的 PET， 其实它是有洞的，这样可以增加它的透气度啊，让我们这个面包袋装进去了以后呢，它不会说湿气都缩在里面，它可以让面包更加的透气，这是我们新的研发，各位可以参考一下。OK， 下一张啊，下一张就是因应我们的那个最近一年的这个COVID-19， 我们公司也同时也制作了口罩袋啊，也得到政府的支持，我们目前政府都向我们大量的采购口罩袋。口罩袋的话，我在这里我也跟各位展示一下，我们目前在各位在荧幕上看到的是这个版本，我们这个是后面有这一个seal， 就是有胶带的，可以这样粘起来我们俗称 H 带。然后另外一种就是我们这一种的那个口罩袋呢，我们直接放口罩进去，这个都是我们公司的产品啊。如果说各位在越南有需要的话，也可以向我们公司洽询，我们这边都可以提供服务。OK， next 啊，另外这些都是我们公司搜寻客户所用的一些工具以及软体，有台湾经贸网啦、阿里巴巴啦，还有脸书啊、Instagram 啊等等等，还有 Global Source 等等。各位这是我们目前所使用到的这个搜寻的工具啊，也很希望以后各位能够有机会能够跟各位合作。OK， 然后目前这是我们公司办的展览。我们曾经到海外，包括国内展，还有国外展包括越南啊，还有德国啦，还有东南亚各地，我们都有参加过展览。然后这个是我们曾经外销的海外据点，我们销售超过40个国家哦，从台湾出发东南亚啦，欧洲啊，美国啊，有超过40个国家。下一张，这个是我们公司的公，是我们老板他对一些公共公益事业有一些展开了一些公关的活动等等。好，在这里我们简单的跟您报告到此报告，如果说有什么问题，你可以跟我们可以不吝指教，谢谢。OK. 好. Tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ đến với phần hỏi đáp và giao lưu với diễn giả. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, xin kính mời quý vị đặt câu hỏi ở phần Q&A phía dưới màn hình. Nhấn vào Send Anonymously nếu quý vị muốn gửi câu hỏi ẩn danh. Trong trường hợp quý vị muốn tương tác trực tiếp với diễn giả, có thể nhấn vào hình bàn tay bên cạnh để ban tổ chức kết nối quý vị với diễn giả. Hiện tại chúng tôi cũng nhận được một số câu hỏi từ quý vị. Tôi xin phép được đọc các câu hỏi như sau. Bao bì cho trái cây này có thể dùng phù hợp cho mỗi loại trái cây khác nhau hay có thể dùng chung cho tất cả các loại trái cây? Xin mời ông Trinh Mai ạ.
喂，有听到声音吗？好，哎，是。我们的水果袋它的种类有好多种，有葡萄袋，有针对的番石榴，有针对的葡萄，有针对的火龙果，有针对芒果等等，所以说种类有很多种这样子。哎，不晓得这样回答你的问题吗？Dạ, tôi xin đọc lại câu hỏi ạ. Bao bì cho trái cây này có thể dùng chung phù hợp cho mỗi loại trái cây khác nhau hay có thể dùng chung cho tất cả các loại trái cây ạ? OK， anh Chimpa cho chúng tôi hỏi là nguồn giấy để chế tạo ra bao bì thì là bên mình đầu tư mua nguồn từ nơi khác hay là bên mình tự sản xuất giấy ạ? À, 你是说那个纸质原料吗？纸质原料其实我们是从很多地方，我们有跟台湾当地购买，也有跟那个国外进口这样子，哎。Dạ, chúng tôi xin đến câu hỏi tiếp theo ạ. Công ty mình đã có các bài kiểm tra nào về sản phẩm bao bì chưa ạ? Ví dụ như ISO là, hay là, đúng đúng, đúng không? HACC. Đúng, đúng, đúng. Hay, có, hay. Dạ, và sản phẩm túi bọc trái cây của công ty mình có những ưu thế cạnh tranh nào so với các sản phẩm túi bọc trái cây đã có mặt tại thị trường Việt Nam ạ? À, 那个我想这个问题我们主管要先可以先帮我回答一下，您稍等一下哦。哎，你好哦，就是我们在越南呢，就针对水果袋其实是有的，好像你们市面上有一些富有富士啊，这个在尤其在芒果袋上跟我们撞胶的就是等于互相在比较了。那其实各家都有自己的优点，我们的纸质跟我们的那个耐用度，其实在台湾啊都受到很多农友的那个良好的回馈，
那我们是不怕这个部分，我们很蛮有信心说可以把我们的产品推到越南的，这样。OK， 这样有回答您的问题吗？好。Cảm ơn anh Trinh Mai ạ. Chúng tôi cũng có thêm một câu hỏi nữa là túi bọc trái cây này không biết là giá bao nhiêu cho 1.000 túi ạ? À, Nín sư số yào 那我想请问一下，你要的是哪一种水果袋呢？我们的水果袋有好几种，哎，dạ vâng ạ, chúng tôi sẽ liên hệ với lại người tham dự hội thảo có câu hỏi này và chúng tôi sẽ cung cấp kỹ hơn đến ông Trinh Bai để ông Trinh Bai có thể cung cấp giá trực tiếp cho vị khách hàng này ạ. À, ngoài ra vị khách hàng cũng hỏi là nếu như mà khách hàng có nhu cầu mua túi bọc trái cây thì họ có thể liên hệ được với ai ạ, thưa ông Trinh Bai?哦，我先回答你第二个问题哦。你那个要，所以要订货的话，我们在那个，我们平阳，在平阳、胡志明市，还有那个河内，我们都有那个业都有业务，你可以联络当地的业务。哎，哎，那他现在在翻译。那您也可以留下您的资讯给我们，我们透过鹰牙，我们也可以跟您的当地的厂商联络。嗯，dạ vâng, cảm ơn ông Trinh Bai ạ. À, tôi cũng nhận được thêm một câu hỏi nữa, đó là về túi bọc trái cây có thể tái sử dụng được không ạ? Và thời gian và số lần để sử dụng lại là bao nhiêu lâu ạ? À, dạ vâng ạ. Túi bọc trái cây có thể sử dụng lại được không ạ? Thời gian và số lần sử dụng lại là bao lâu ạ?您稍等一下，我们主管会帮你回答这个问题。你好哈，水果袋其实哦，只要它还没有受潮，或者是说保持干燥的情况下，其实它要用几次是都没问题，因为本来做的水果套袋就是很耐用的。那用的纸也是比较特殊的纸，可是，一般依我们的经验，其实套袋在套在水果上之后，一段时间它其实会有长一些细菌，那这个如果用在下一次的套那个新的水果，可能会让它的那个产出来的那个水果品质没那么好，所以还是要看说客人他想不想要，他是想要卖外销的呢，还是说
是说一个当地需求，不在乎水果的品质，那这一种状况。那如果所以以我们这边建议都是用一次就可以了，因为你用一次，你卖的水果比较高单价，还比较漂亮，你得到的收益也会比较好。好，那如果你要选择要用很多次，其实它在没有破的情况下是都可以无限制使用的啦。对，谢谢。Dạ, xin cảm ơn ông Chuyên Bay ạ. Dạ, chúng tôi nhận được câu hỏi từ anh Văn Tân Phạm ạ. Dạ, thưa anh Văn Tân Phạm ạ. Mới đây anh có đặt câu hỏi là về chi phí báo giá cho 1.000 bao. Thì không biết là anh muốn hỏi cho loại trái cây nào ạ? Tại vì ông Chuyên Bay vẫn đang đợi câu trả lời từ mình. Thì trong lúc mà chúng tôi muốn nhận được câu trả lời từ anh, thì tôi xin phép đọc câu hỏi tiếp theo của anh cho ông Chuyên Bay ạ. Xin chào ông Chin Bai, túi bọc trái cây của anh đã giới thiệu ở trên miệng bao có cọng kẽm để người bao có thể siết lại làm kín miệng bao sau khi bao bọc trái cây bằng tay đối với trái cây ở dưới thấp. Nhưng đối với trái cây ở trên cao, khỏi đầu người thì người ta phải dùng gậy dài để bọc trái cây. Vậy công ty có loại bao với cọng dây mềm ở miệng bao để người dân đứng ở dưới đất có thể siết chặt miệng bao lại sau khi bao không ạ? Hey. 没错，对，就是那个水果袋上面有一个铁丝，这叫铁丝。你给它卷起来以后，你可以把它用铁丝把它，对，用手把它捆起来。对，像，哎。哦，是说自动卷起来啊？哦，并没有。哦，没有，并没有。我们还是要人工上去套，我们并没有说套起来然后自动缩起来，并没有。哎 ，OK。Dạ thưa ông Chin Mai, chúng tôi muốn quay trở lại câu hỏi về chi phí cho 1.000 bao túi bọc trái cây ạ. Thì khách tham dự của chúng tôi có câu hỏi là bao trái cây dành cho trái cây là loại quả xoài ạ. Thì giá là dành bao nhiêu cho 1.000 bao ạ? OK，
你是说那个芒果套袋的那个每一千 piece 的报价嘛？是不是？好，那您稍等一下哈，我你要报价。对啊，那个李先生，那个有关报价这方面哈，请您客户能不能先留下资讯，我们啊透过鹰咬，我们再跟你的那个客户联系。哎，好 ，OK。Dạ vâng ạ, cảm ơn ông Jin Bai. Chúng tôi cũng muốn hỏi thêm một câu hỏi nữa là nếu vào mùa mưa thì túi bọc trái cây này có bị thấm nước làm hỏng không ạ? Nếu không thì nó có thể sử dụng được bao lâu hoặc là bao nhiêu lần ạ? OK， 你好，哎，你好，就是我们的水果套袋，基本上上面都有一层那个防水涂层。好，那这个防水涂层它其实是不会本来就可以防雨水的啦，所以是不用担心说下雨的时候会去破坏它。那主要会破掉原因应该通常是说内部的水还有水蒸气出来，然后水由内部这样透往外面，然后久了之后就会破掉了。那如果一般水果在下雨的情况，因为本来就是有防水防晒的功能，对，所以这个是可以放心的。Dạ, thưa anh Tuấn, về văn phòng đại diện tại Việt Nam, tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Jin Bai đã có chia sẻ là ông Jin Bai có các đại diện tại Việt Nam cũng giống như là ở thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Thì thông tin chi tiết chúng tôi sẽ thông tin đến anh sau chương trình ạ. Dạ, ngoài ra chúng tôi còn vừa mới nhận thêm được một câu hỏi nữa là được biết công ty đã đánh vào thị trường Việt Nam từ năm 2017 đến nay, sản phẩm túi bọc trái cây ở công ty đã có mặt chủ yếu ở các tỉnh thành nào ạ? Xin mời ông Jin Bai ạ.你好，我们其实从2017年的时候，我们一开始就是在胡志明那边，胡志明跟平阳。那
今年呢，我们特地呢开设增设在河内增加一个据点，所以总共就是有河内、平阳、胡志明，胡志明大概在第六郡那边吧，这可能要再确认一下，这边都有我们的那个存货的地点据点的，当然我们有那个负责的业务可以。可以直接联络，到时候有要需要出货或有些问题，那个都可以当地去，面对面服务这样，有什么想要看样品啊，或者是实际有什么看完样品之后的问题啊，都可以找我们的业务去联络，对，大概这样。Dạ vâng, cảm ơn anh Trinh Mai ạ. Vì thời lượng chương trình có hạn, chúng tôi xin được phép trả lời thêm một câu hỏi nữa ạ. Không biết là công ty Trinh Mai của mình hiện có nhà máy ở Việt Nam chưa ạ? Hoặc là bên mình có kế hoạch mở nhà máy tại Việt Nam không ạ? Xin chào. Sì. Oh, 办公室，其实我们工厂已经那时候那个抛那个简报里面就已经有讲了啦，2017年我们就有买土地，那现在都是刚开始就是在土地上面就是在因为那是在一个宝鸿工业区那边呢，那这块。2017年买，然后到现在去年开始慢慢就是有设计图出来，那在未来的确会有的，大概我们预计，期望是明年，大概年中的时候，我们厂就可以设好了，这是我们预计的计划。如果在疫情没有在持续影响的状况下，我们是这样规划的。Dạ vâng, xin cảm ơn ông Trinh Mai ạ. Xin kính thưa quý vị, là do thời gian của chương trình có hạn, đối với những câu hỏi chưa được trả lời, chúng tôi xin phép được lưu lại và gửi cho diễn giả trả lời, sau đó chúng tôi sẽ gửi lại quý vị toàn bộ câu hỏi kèm theo câu trả lời của buổi hội thảo ngày hôm nay. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự tham dự của quý vị đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại quý vị tại các sự kiện tiếp theo của triển lãm Probuck Việt Nam chuyên về công nghệ xử lý, chế biến và đóng gói bao bì tại Việt Nam ạ. Xin chào tất cả quý vị và chúc quý vị một ngày tốt lành ạ.